Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video hôm nay mình sẽ cầm một cái cung lôn trong team cung lôn cái bang và ngà mi. Cái team này cực kỳ bá đạo trong tầm ảo cảnh luôn, nên là mình sẽ không nói nhiều. Rồi vừa mới vô gặp một cây team có con đường môn, rồi không biết còn ai nữa hay không. Rồi mình ăn cái bức tử vô luôn. Rồi cái team này có người đánh anh em ơi, chứ không phải là team treo. Team đường môn cung lôn với là ngà mi. Cái team này khá là khó chịu nha anh em ơi. Team này nó khắc chế hoàn toàn với cái team mình luôn. Mình đang cố gắng mình giữ cái ông đường môn lại để cho ông cái bang giúp ông đường môn. Tại vì đường môn nó gây ra đam cũng rất là lớn, nó giúp mình dễ dàng lắm anh em ơi. Mình phải giữ ông ta lại trước để một hồi mình mới có thể giúp con Nga My, rồi mình giữ cái bà cung lôn kia lại. Chứ bà cung lôn kia mà giúp cái bé Nga My bên mình là cũng là hơi bị mệt đó. Anh em có thể nhìn thấy giao tranh cực kỳ hỗn loạn luôn. Mình chạy tùm lum tà la luôn, ông Nga My bên mình xém chết, Nga My bên kia đã chết rồi. Giờ còn ông cung lôn với là ông đồng môn. Đồng môn đang bắn mình rất là ghê. Cung lôn bên kia đang dí theo Nga My, và mình chỉ còn xíu máu rất là hên. Mình đứng ở bên trong những đám quái, rồi mình chơi cái chiêu hỗn động kiếm trận á, hên là cũng hút được miếng máu. Rồi chỉ còn cái ông cung lôn thôi. Rồi ok, cuối cùng team kia cũng đã chết hết. Rất là hên, một pha giao tranh thắng lợi mà cũng cực kỳ may mắn. Team của mình bị team kia khắc chế hoàn toàn rồi anh em ơi. Đồng môn khắc chế cung lôn, Nga My khắc chế cái bang bên mình, và Nga My của bên mình thì bị cung lôn bên kia khắc chế, là đánh rất là mệt. Cũng hên là di chuyển không khéo và rất là may mắn, nên là cái team kia không có thể giết ai trong cái team mình hết. Rồi qua được một cái sóng gió rồi, hy vọng là mình sẽ tồn tại lâu với cái team khủng khiếp như thế này. Thì cái team này trong cái giai đoạn khoảng vòng 2 trở đi sẽ rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Nên là anh em cố gắng, ban đầu biết là team mạnh nhưng mà anh em vẫn cố gắng giữ team lại nha anh em ơi. Đừng có hộ báo quá mất công chết rất là ổn. Mình mới qua được một cái sóng gió rồi, nên là mình cố gắng mình để những cái chiêu của mình hồi lại, với lại máu của mình hồi lại đầy đi. Rồi mình muốn di chuyển đâu mình di chuyển. Ok, bên đây có Thiên Sơn, Tiểu Lâm với lại con Năm Độc. Rồi ok, hình như mấy bé này đang hàm hố. Mày hả bưởi, giỡn mặt. Rồi từ từ thôi mấy chú ơi, mình mới combo xong hết trơn rồi, đừng có sung. Cái bang mà sung quá bị Thiên Sơn giết chết luôn á, đừng giỡn. Ok, hò máu chút xíu đi rồi mình qua xúc luôn hai bé kia. Anh em thấy Năm Độc vậy thôi chứ mà nó quýnh hệ thổ rất là nhanh nha anh em ơi, anh em cẩn thận. Khi mà mình chơi cung lôn thì mình sẽ bấm cái chữ treo, và mình bắt đầu mình cho nó chơi tự động cái chiêu lướt. Rồi những cái chiêu như là chiêu lốc sấy, hay là chiêu hỗn động kim trận, với lại chiêu chích điện xuống anh em ơi, diệt xét á. Rồi cái chiêu đó mình sẽ chơi tay, mình chỉ cho nó chơi chiêu lướt thôi. Rồi ok, đó, hốt. Đó, rất là nhanh chóng luôn anh em ơi. Một pha combo dàn xếp tỷ số rất là đẹp. Rồi bé ngũ độc đang chạy. Mày giả bộ vụ hả em? Mày hay em? Rồi Năm Độc sẽ lên dĩa thôi. Ok, giết được hai team rồi. Rồi bây giờ chỉ còn khoảng, ê có cái tỷ lệ bộ kết đây. Rồi chỉ còn khoảng 2 phút 30 giây thôi. Mình sẽ bắt đầu mình dồn team lại, hồi máu cái kiểu, rồi để hồi kêu luôn. Rồi lúc đó mình sẽ di chuyển tiếp. Cái team này bắt đầu khá là mạnh rồi đó. Rồi cái khu dưới này đang trống nè anh em ơi, xuống đây nè. Thương nhân, rồi mua con ngựa. Rồi mua cái bí kíp. Đó. Anh em ưu tiên mình mua con ngựa trước nha anh em ơi. Rồi mình mua đồ xong mình nhanh chóng mình rút đây nha anh em. Mình không rút là những cái team khác nó qua nó úp sọt mình hơi mệt á. Tốt nhất để an toàn nhất, mình mua xong mình rút đi. Tại vì là mình đã mua hết đồ rồi, mình không còn tiền nữa đâu. Nên là mình không có cần mạo hiểm như vậy. Rồi bây giờ hiện tại bên khu 2 nó vẫn còn ảo tượng kìa. Để coi coi trên này có cái rương. Bên phải có ai hay không? Ok, bên phải trống rồi kìa. Rồi tiếp tục mình mở rương bên phải luôn. Ê, có bé cái bàn. Bé cái bàn. Đó, bé cái bàn đang rất là hổ báo, muốn ăn em hả? Đâu dễ đâu em. Dễ mặt em. Rồi bé cái bàn đã chạy sắp mặt luôn rồi em ơi. Giờ xuống đây. Xuống đây đang có bé Thiên Sơn. Thiên Sơn nè. Anh đâu phải là cái bang đâu, anh sợ em đứng đó em đánh anh. Mày hả bưởi, giờ dí qua bên số 9 luôn. Bên số 9 đang có team. Ơi, team này khá là mạnh nha, mình phải rút hơn em ơi. Team mạnh nè. Mình rất là sợ hại mộc,
nên là mình phải gặp tiêu dao mình trốn liền, mình không thể nào mà mình lay nhay được, nó lóc lên cái nó có tỷ lệ bất kích, mình gặp mấy ông kia ông xả vô chỉ có chết thôi. Rồi bắt đầu mình di chuyển về phía cái khu số 2, tập trung với team của mình. Rồi anh em cố gắng mình di chuyển chung team nha anh em ơi. Tuy team của mình không chế cứng, đam rất là mạnh, nhưng mà mình cố gắng mình đi chung với team để phát huy hết sức mạnh của team, chứ đừng có đi một mình như vậy sẽ rất là khổ, chết một cái rất là uổng nha anh em ơi. Rồi chỉ còn vài chục giây nữa thôi là kết thúc rồi. Để coi anh cái bạn anh định làm cái gì đây. Mình cứ tiếp tục mình đứng đây farm, tại vì mình hết tiền rồi. Đó, bây giờ mình cẩn thận, mình biết bên tay trái của mình khu chính nó sẽ có cái team rất là mạnh như vậy, mình sẽ không có dại dột như mình di chuyển qua bên kia để làm gì. Đã gần hết giờ, mình di chuyển cũng không có muộn. Rồi chỉ còn mười mấy giây nữa thôi anh em ơi. Anh em có thể nhìn thấy di chuyển cực kỳ nhanh luôn. Rồi di chuyển quanh đây coi có ai hay không. Đây có người kìa. Thôi nhưng mà không sao, mình di chuyển tầm khoảng dưới 10 giây trở xuống, nên là mình có khả năng là mình sẽ đối đầu với những cái team khác. Nhưng mà thời gian hạn hẹp nó không có khả năng, nó dứt bằng một nốt nhạc là mình chết liền, không có khả năng như vậy. Đó, nên là anh em cố gắng khi mà anh em di chuyển tốt nhất là khoảng 10 giây đó, anh em di chuyển qua những cái khu thương nhân như vậy để mình có thể là mình gặp những cái bí kíp, hay là nếu mà mình xui mình gặp những cái team mạnh á, nó có thể là nó dồn combo vô đầu mình được, nhưng mà cái thời gian khá là ít nên là mình sẽ không bị chết đó, anh em lưu ý cái điều này. Rồi mình bắt đầu mình chạy vòng vòng coi còn bao nhiêu team, hay là xem cái team nào nó treo, rồi mình bắt đầu mình tập trung gần cái team đó. Đây có ngu độc đây nè. Rồi hình như thấy tiêu dao cũng khá là nhiều nha anh em ơi. Mình cầm công lôn là mấy phái hệ thủy là mình rất là thích, đánh rất là dễ. Ở dưới đây là gì? Đâu Nga Mi với lại là Thúy Yên luôn, hai phái hệ thủy. Ok, sắp sửa ra cái vòng 2 rồi anh em ơi. Hai em này không chịu chạy đây là sẽ chết đó nha. Hình như là em Thúy Yên em ấy đang bị treo. Mấy đang treo rồi anh em ơi, chỉ còn em Nga Mi thôi. Em Nga Mi đã dòng rồi, giờ chỉ còn em Thúy Yên thôi. À, đối với những người treo như này anh em không có cần chơi nhiều chiêu đâu anh em ơi. Đánh thường từ từ họ cũng sẽ chết thôi, tại vì họ không có chơi chiêu vô mình đó, nên là mình không có cần mà mình phải dồn hết combo vào họ. Chừng nào những cái người nào mà treo nhưng mà họ có chơi chiêu với mình á, thì mình có thể là mình xả chiêu vô họ nhanh chóng để giết họ. Ơi bên này có team rồi. Từ từ anh ơi bình tĩnh. Có team mà kiểu như là team có cái bàn cùng lôn với lại có tiêu dao thì cái đó hay mệt đối với mình. Đây em sao chạy loạn xạ vậy. Rồi ok, hay quá. Rồi lẫm vô luôn. Đó mình sẽ di chuyển xuống cái khu nãy hình như đang đánh lộn. Rồi năm độc Nga Mi với lại Trường Ca. Team này cũng khá khó chịu nha. Team này mình sẽ nhào vô mình chơi choáng trước là mình hốt nó luôn. Bé Nga Mi đây. Có một bé Nga Mi đây, hốt nó nè. Đó. Không có bị choáng anh em ơi. Rất là hên. Đây có cái tăng tốc độ chạy. Rồi mình sẽ di chuyển xuống vậy. Đây bé Nga Mi, đây bé Nga Mi đây bị choáng nè. Đó bị choáng, bị định, rất là khó chịu. Đó, anh em lướt nha, anh em cẩn thận nha. Lướt qua cái khu bên kia cũng hơi mệt đó. Rồi mình giết được thì mình giết, mình không giết được thôi mình khoan, hãy di chuyển qua những cái khu bên kia. Nếu mà có team mạnh mình qua bển là ngáo ngáo là nó giết mình luôn á. Rồi hiện tại sao mình thấy trống dữ vậy? Trống chạy quá.
Rồi, chỉ còn vài chục giây nữa thôi là ra ảo tưởng rồi anh em ơi. 3 phút rồi nó có khả năng nó ra ảo tưởng. Mình đứng đây mình thoảm chút xíu đi. Anh em để ý những cái mốc thời gian 30 giây hay là 0 giây, nó sẽ có khả năng nó sẽ ra những cái món đồ hay là những cục đồ ăn đồ anh em. Tăng di chuyển, tăng tỷ lệ bổ kích đồ á. Đó, những cái cục như vậy khi anh em canh những cái thời gian như vậy anh em ăn vô hoặc là thấy rương anh em mở. Rồi bên trái của mình đang có một khu. Rồi có một bé ngũ độc này, hình như nó treo đây. Rồi bây giờ mình đang mở ảo tượng. Anh em bên kia nhớ bảo kê nha. Anh em bên kia không có bảo kê mình sẽ rất là thiệt thòi. Tại vì mình đang đứng y nguyên mà anh em. Rồi nếu mà anh em mở ảo tượng, anh em nào mà có cái bức tử á, anh em cố gắng chạy sang những cái khu còn lại. Giết người cũng được hay là cấu máu của đối phương cũng được. Anh em hãy xả chiêu và nhớ canh thời gian nha anh em ơi. Đó, cái bé bò lạc nè, ảo tưởng sức mạnh là chết. Đó, anh em bớt ảo tưởng sức mạnh như vậy. Nếu anh em ảo tưởng sức mạnh sẽ rất là thiệt thòi cho anh em. Rồi hiện tại trên đây là có hai bé hệ thủy nè, một bé Thúy Yên đang treo, một bé Nga My với ông Tiêu Dao. Bây giờ bên team kia nó chỉ còn một chút xíu máu thôi anh em ơi. Team của mình combo cực kỳ nhiều đam luôn. Ông Tiêu Dao ông đã chết rồi, bây giờ chỉ còn hai bé hệ thủy thôi. Bé Thúy Yên đã bị treo rồi, chỉ còn cái bé Nga My di chuyển cũng không được luôn. Rồi rất là hên. Giết một cái team này cũng khá là dễ dàng, chỉ tội nghiệp cái ông cái bang thôi, bị dính đam rất là nhiều từ các môn phái hệ thủy. Rồi Ý Thiên rồi. Ok, trên đây có một cái rương nhưng mà không có người, mình sẽ mở rương luôn. Đây nó đã bị bích ở trên đây rồi. Anh em nhớ chú ý những cái khu của mình, khu nào di chuyển được nhớ nha. Cái quan trọng nhất của tâm mà ảo cảnh này là anh em biết được mình đang ở khu nào và khu nào nó bị đóng rồi, khu nào nó di chuyển được anh em phải nhớ. Rồi chúng ta sẽ qua chính. Hiện tại bên chính có một con tinh anh. Đây thôi vậy mình sẽ đánh con tinh anh luôn anh em ơi. Có máu kìa, ông nào ăn đi. Rồi anh em cố gắng kéo con tinh anh vô đám quái luôn nha anh em ơi. Để mình vừa đánh đám quái mình vừa đánh tinh anh luôn. Rồi mình sẽ đi thăm dò. Bên này có là Thiên Sơn cái bang như Tiêu Dao. À hình như tụi nó còn siêu máu, qua up luôn. Qua up luôn. Đó. Anh em đừng có khi dễ Tiêu Dao nha anh em ơi. Tiêu Dao nó hơi bị kinh á, Ý Thiên rồi kìa. Mình giỡn mặt là nó lướt mình là nửa cây máu á chứ giỡn á. Nửa cây máu luôn á. Đây. Đâu hết rồi anh em, đâu hết. Trời ơi anh em không chịu qua. Hai ông kia ông không chịu qua chung với mình, không thôi là hốt luôn cái team này rồi. Rất là tiếc. Chạy qua bên kia luôn là ngon rồi. Rồi mình sẽ để dành lại tiền. Tại vì mình chưa lên hết bí kíp anh em ơi. Mình chưa lên bí kíp chung nên là mình sẽ để dành lại tiền. Đó rồi khi nào mình lên đủ bí kíp rồi mình mới mua thủy tinh để cường hóa đồ của mình lên. Còn không thì mình cứ để tiền như vậy. Khi nào mà mình thấy mà cái khu thương nhân mà ở gần mình á, mình thăm dò coi nếu mà không có ai thì mình di chuyển qua mình mua lẹ luôn. Đó là cái cách đánh thường xuyên, mình thường đánh như vậy. Thì không biết anh em đánh như thế nào thì anh em có thể tham khảo cái cách đánh của mình nha. Rồi chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi là giai đoạn thứ ba bắt đầu. Thì ở giai đoạn thứ ba này những cái khu xung quanh ở ngoài rìa đó anh em, khu mười mấy hai mấy á sẽ đóng hết, chỉ còn 9 khu bên trong thôi. Từ cái khu 1 là khu ở giữa, rồi khu trên trái khu 1 á
là nó là khu 2, bên phải khu 2 là khu 3. Rồi cứ từ từ anh em nhớ cái vị trí những cái khu này. Khi mà mình di chuyển hay là có những giao tranh á, mình di chuyển mà bị mình không biết được cái khu mình đang ở đâu, mình không biết được mình di chuyển như thế nào là sẽ là rất là lỗ. Rồi, có team này. Có một team, team này nó đang treo anh em ơi. Mình cũng không sợ. Tại vì cái team này là hai bé này nó chỉ là tìm lông thôi, mình ỷ thiên rồi. Đó, nên là mình cũng không sợ. Nếu mà có hệ một á, thì mình hơi ngán chút xíu. Nhưng mà cái này là hệ thổ với hệ kim. Nga mi thì sợ nhưng mà mình không sợ. Rồi được một set 70 rồi anh em ơi. Ok, khu 8 có thương nhân nè. Sẽ di chuyển xuống thương nhân mua đồ lẹ rồi mình di chuyển về. Đó, một cái bí kíp. Đó. Trời, không đủ luôn. Trời, mấy ông này cũng mua lẹ ghê luôn trời. Rồi, mình đã bị mua hết những cái đồ này rồi. Nên là mình sẽ di chuyển ra chỗ khác. Hình như dưới đây có người hay gì đó, nãy thấy nè. Đó, Trường Ca với lại Nga Mi. Rồi, Trường Ca mất cái dòng rồi, chết như em này em ơi. Chết em rồi, chết em rồi. Hai em lên đây chỉ có chết thôi. Mày hả bưởi. Trường Ca mít cái dòng là coi như Trường Ca rất là khổ. Có khả năng Trường Ca chết luôn ở trong khổ gì. Tại vì Trường Ca, cái quan trọng nhất của Trường Ca là cái dòng của Trường Ca. Nên là mít cái dòng đó là coi như là rất là tội nghiệp Trường Ca. Bị phới luôn anh em. Rồi mình sẽ hồi máu lại từ từ. Mình sẽ không combat nữa. Tại vì team của mình đã chơi hết chiêu rồi. Rồi sau khi họ chiêu xong hết rồi thì mình bắt đầu mình di chuyển từ từ. Gồm cái bàn ông đang bận hay đó. Hình như ông theo sau mình. Ê trên đây, rồi trên đây là cái team hồi nãy nè anh em ơi, cái team hồi nãy mình quýnh á. Rồi rồi ông cái bàn bị bắt hay gì rồi. Rồi ông cái bàn bị bắt rồi, cái bàn bị bắt rồi. Rồi hốt luôn mày hả bưởi. Rồi Thiên Sơn sắp chết rồi, Thiên Sơn sắp chết rồi. Thiên Sơn rồi, rồi Thiên Sơn hình như chạy qua lại rồi. Rồi ok ok. Một bé tiêu dao hình như chết rồi. Tiêu dao chết. Giờ chỉ còn cái bang thôi. Cái bang Thiên Sơn. Thiên Sơn nãy chạy muốn chỉ rồi. Rồi cái bang đã bị định thân rồi anh em ơi. Rồi cái bang đã chạy được. Cái bang anh em thấy nó búp tí đẹp lên chạy nhanh bà cố luôn á. Mình bắt rất là khó. Rồi mình sẽ di chuyển về cái khu này. Tại vì mình đã chơi hết chiêu rồi. Mình càng dí nó càng mệt đó anh em. Mình đã hết chiêu và mình không dí được đối phương. Với lại nếu mà mình qua những cái khu mà có những team mạnh hơn đó, mình không còn chiêu nữa, bị bắt lại mình chỉ có chết thôi. Anh em cố gắng né những cục chậm chậm đó ra nha anh em ơi. Chúng những cái cục này rất là khó chịu, mất máu ổn lắm. Rồi chuẩn bị ra ảo tượng rồi nè. Đó có ảo tượng rất là hên. Rồi bên phải cũng có cái ảo tượng nữa kìa. Hình như bên phải hồi nãy là không có ai. Ở bên dưới nữa, khu 7 cũng không có ai. Đây mình có cái bức tử, mình di chuyển qua đây thử xem. Đó, anh đã có cái. Đây đây có một team cung lôn đó, chí tôn mày, ghê quá. Mày hả cung lôn. Mày hả mày. Chạy. Chạy nè mày, anh có bức tử rồi. Đó, Nga Mi cũng có bức tử luôn, ngon dữ. Ăn cái cục máu luôn, không cho chú chạy. Rồi, tàn kiếm đã lên dĩa. Còn cái bang cung lôn, rất là nguy hiểm. Đừng có giỡn như cung lôn nha, cung lôn nó chí tôn mà nó rất là ghê. Rồi, bỏ đi. Rồi được rồi, không đánh nữa. Rút đi. Nó chạy rồi, đừng có đánh nữa. Rồi, ông cái bàn ông chết rồi anh em ơi. Mình đã kêu không đánh rồi. Cái team này rất là khó chịu. Tại vì mình đã hết chiêu rồi, mình không thể nào mà mình đánh được nữa. Đừng có ham, ham quá chết đó. Bên kia cung lôn đã chí tôn rồi, mình đã hết chiêu rồi. Với con cái đó, có ông cái bàn nữa, mình qua bên đó là rất là uổng. À, như vậy là mình rút về, mình mở ảo tượng luôn. Mình đã đuổi nó đi cái khu ảo tượng rồi, nên là nó không có dám qua nữa đâu. Ham quá là chết, rất là uổng. Nói như anh em cũng thấy á, mình đuổi nó chạy đi mất tiêu luôn, thấy không? Mình chỉ cần mình ở lại, mình mở thôi. Rất là tiếc cho anh cái bang. Anh em lưu ý nha anh em ơi, tuy mà team của anh em đang có lợi thế, nhưng mà đối phương đang hơn anh em rất là nhiều thứ. Rồi với lại là anh em không có được chiêu nữa, anh em không đủ chiêu.
để giết đối phương. Có khả năng là đối phương nó qua nó giết lại bộ của mình rất là ổn luôn. Nên là anh em cố gắng khúc cuối càng chắc càng tốt nha anh em. Anh em đừng có ham quá. Rồi hiện tại bà Gami đang ở khu 7. Không biết bà Gami có thể mở được cái rương hay không. Hy vọng là mở được rương luôn, ăn một đống đồ cho nó sướng. Rồi mình set 80 rồi. Rồi bà Gami phải chạy lên bước trên này rồi. À chắc ở dưới là có team anh em ơi. Rồi mình sẽ di chuyển thử xuống bên số 7 coi. Rồi có ai ở đó không? Đây đây, rồi có Thiên Sơn chạy múc chỉ luôn anh em ơi, múc chỉ cà ná luôn. Rồi Thiên Sơn mở giùm ảo tượng cho mình rồi. Bây giờ là mình dứt Thiên Sơn rồi, Thiên Sơn nó chạy luôn rồi. Rồi mình sẽ ở lại mình mở rương luôn. Đó, quá trời rương, chỉ còn hai người thôi, mở một đống rương luôn. Rồi có quá trời đồng xu luôn rồi anh em ơi. Không biết một đống đồng xu này có thể giúp mình tăng lên được võ thánh hay không. Rồi chỉ còn khoảng 20 giây nữa thôi là kết thúc rồi anh em ơi. Cố gắng lên, cố gắng mở xem. Rồi cái rương cuối cùng luôn anh em ơi. Được 1000 đồng xu hay không? Rồi cái rương cuối cùng là hên, nó nổ mất tiêu luôn rồi. Rồi chỉ được 1 triệu lượt chiến thôi, không được full, không được lên võ thánh anh em ơi. Bây giờ rất là nhiều team nó đã lên chí tôn rồi. Team đáng sợ nhất đó chính là team cái bàn với lại công lôn. Công lôn chí tôn nó rất là khủng khiếp nha anh em ơi, nó giết cái môn phái hải thủy rất là nhanh. Gami của bên mình á, anh ta phải cố gắng khéo léo chạy chỗ các kiểu luôn, không thôi là công lôn bên kia nó chí tôn nó gõ mấy cái là chết ngắt con Gami của mình luôn. Rồi cái team của mình với lại cái team công lôn cái bang á, thì team nào ra chiêu trước, không chơi trước thì team đó có cơ hội ăn rất là cao. Nên là cố gắng mình canh để xem bên họ, nếu mà bên họ bị mắc sai lầm thì bên mình hốt luôn. Rồi chỉ còn khoảng 30 giây thôi là ra cái vòng đấu cuối cùng, vòng đấu sinh tử để xem team nào sẽ chiến thắng. Thì team mình chuẩn bị lên võ thánh luôn rồi, hiện tại đang có khoảng 2-3 team đó anh em ơi. Một team Thiên Sơn Chí Tôn, một team Thiên Sơn Ỷ Thiên, và một team Cung Lôn Chí Tôn. Rồi các bạn Chí Tôn luôn, ghê quá. Rồi sắp bắt đầu rồi. Rồi vô, chúng ta phải thực sự rất là cẩn thận anh em ơi. Đây đây, bé bò lạc đây, bò lạc này. Em hả em hả em. Một bé xong rồi, cái bé Thiên Sơn nữa. Mày hả bưởi. Không, Gami đâu rồi, coi chừng chết nha Gami ơi. Hình như là Cung Lôn với lại cái bang bên kia đang núp anh em ơi. Rồi đừng có di chuyển ngoài kia nó biết á. Ừ chết là chết ở đây thôi. Rồi tập trung lên trên đây. Nó đã tấp ra rồi anh em ơi. Cái bang như... ấy có một cái bang khác chứ không phải cái bang bên team kia. Các bạn khác anh em ơi. Rồi các bạn khác hả em. Em hả em. Rồi mình đã lên được võ thánh rồi. Ok tập trung lại từ từ lại. Chắc chắn nó sẽ lôi hai ông kia ra nữa. Chuẩn bị có combat lớn nè. Rồi mình có đủ chiêu rồi. Mày hả bự. Trời ơi nó giật đam tội nghiệp ông Cung Lôn. Giật đam muốn chết ông Cung Lôn luôn rồi kìa. Rồi ông Cung Lôn cũng chết luôn rồi. Rồi bây giờ ông cái bạn Ỷ Thiên chết luôn. Ông Chí Tôn chuẩn bị chết với mình luôn. Các bạn Chí Tôn chuẩn bị chết nè. Hết cái tí đẹp là ông sẽ chết với tôi. Rồi hết tí đẹp rồi. Khống chế mày hả bưởi. Rồi bập cái tí đẹp tiếp rồi anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho hết tí đẹp rồi mình bắt đầu mình quất tiếp. Ông không có dòm combo được với bà Gami đâu. Ông chỉ có nước là chết thôi. Chạy hả bưởi. Rồi trời búp tí đẹp lên hoài luôn á. Thì mình cứ chờ thôi anh em ơi. Chờ thôi, nếu mà choáng được thì mình giữ lại luôn. Rồi mình cứ tàn thôi, uống cà phê cái kiểu chờ hết tí đẹp rồi mình quất. Hết chưa? Rồi hết rồi, mày hả bưởi. Bèo. Rồi ok, chết ngắt, giết được 11 em. Và cuối cùng cũng đã lên đỉnh tâm ma với Cung Lôn. Thì cái team này không lên đỉnh được sẽ rất là tiếc. Cái team cực kỳ đẹp luôn. Và với cái sự khống chế của Cung Lôn và hỗ trợ của cái bang và Gami, cuối cùng cũng đã lên đỉnh với cái tỷ số là 11 mạng dành cho mình.
Rồi ok, video của mình kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái Noki chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình up video mới lên nha anh em ơi. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.